hội Time to Give Back đã tổ chức buổi lễ trao tặng 5.000 ba lô đi học cho học sinh vô gia cư. Bác sĩ Michael Đào và Dược sĩ Linh Bùi, đồng sáng lập của hội Time to Give Back, đã cho biết. Sang Mỹ lúc mà mình còn tương đối cũng teenager, rồi học high school ở đây, San Diego High School, and then we lucky that we know we got to college and we may mắn được blessed để mà trở thành bác sĩ và vợ là dược sĩ. And chẳng những mình là được có cái education mà mình được thành công nữa. Do đó tụi này muốn mở một cái hội thiện nguyện gọi là Time to Give Back, là đây là thời gian để mà mình trả lại cho cộng đồng của mình. Tụi này bỏ vô $1,000,000 để starting khởi hành cái Time to Give Back, và we cho rất nhiều học bổng, cũng như cho học bổng học sinh, cũng như là cho học bổng của những con em của những chiến sĩ mà em gọi là fallen hero, mà đây là Vietnamese American Services men and women. Bởi vì tụi này lớn ở đây, được nourish ở đây, được nuôi dưỡng ở đây, do đó anh em chúng tôi có một cái chủ trương là những cái thiện nguyện là tại đây, làm tại đây chứ không có mang về Việt Nam để mà làm thiện nguyện. And thì năm nay tụi này donate 5.000 cái backpack cùng với lại school supplies, bởi vì ở trong quận Cam của mình á có khoảng 500.000 học sinh từ lớp 1 tới lớp 12 của gọi là public school, nghĩa là trường công, thì có khoảng 27.000 em học sinh là homeless. Đó là official đó, còn unofficial nghĩa là không cái tính danh sách đó, có thể nhiều hơn nữa. Do đó anh em chúng tôi muốn quyết định là mình sẽ mang một cái gì đó đến một chút xíu cho các em mà gọi là homeless student. Thì tụi này mua 5.000 cái backpack cộng với supplies để bỏ vào trong cái backpack hành tặng lại cho các học khu như là của Santa Ana, học khu Santa Ana, học khu Westminster, học khu Garden Grove, học khu Anaheim. And chẳng những khi mà quý bắt đầu thì bây giờ quý cũng rất may mắn, rất nhiều người ủng hộ và hưởng ứng. Thì anh em chúng tôi cũng đã được gần $10,000 donate từ các private, các mạnh thường quân, và cũng được nhận một số supply rất nhiều từ cũng các quý vị cũng như các mạnh thường quân để mà cho thêm cho các em nữa. Foundation của tụi em đã bắt đầu được thịnh hành từ 2 năm rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên tụi em làm một cái chương trình thật là ý nghĩa như ngày hôm nay. Thì mình cũng cảm thấy được sự hưởng ứng của mọi người, mình rất là cảm động, và mình sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vào những năm tới đây. Dạ, thì có thể là năm tới tụi em sẽ thêm có thể 10.000 cái, rồi cũng có thể thêm nữa những cái chương trình khác cho các em và cho những senior nữa. Mình muốn là Janet hồi xưa đó, quý vị cũng đã biết, cấp mà mình đi qua vượt biên qua nước Mỹ, không có một cái backpack luôn, gia đình rất là nghèo, ăn tiền trợ cấp của nước Mỹ, welfare hay là và food stamp, và so chúng tôi xin cảm ơn là tại even bữa nay có các em chúng ta không có cái nhân khoản để mua được cái backpack hay mua được mấy cái viết hay là mấy cái book để đi học. So mình có cái cơ hội bữa nay để cho lại cho các em, và cái này Jen chỉ muốn tới đây để lend a hand thôi, để mình muốn giúp và mình có cái gì mà Janet làm được và promote. Và mình cảm ơn các vị, cái generosity của bác sĩ Michael Đào và vợ của ông và các vị volunteers bữa nay sẽ giúp cho 5.000 các em của chúng ta ở trong quận Cam có một cái backpack mới, và để cho đây có để đi học tới đây mấy tuần tới đây. Và quý vị phải nhớ con em chúng ta đó là tương lai của cộng đồng và tương lai của nước Mỹ. Kính thưa quý vị, tôi là Sergio Contreras, Nivin, thành phố Westminster. Tôi rất vui đến đây. I'm very happy to be here to see the community receive support from our business, local businesses. We're very happy that they can give to our youth so they can be strong students. Thì trong cộng đồng em cũng làm rất là nhiều cái chương trình cho cộng đồng Việt Nam mình. Mà em thì em rất là từ nhỏ tới lớn là thích cho lại cho community, là cho cộng đồng mình. Thì cái ý nghĩa hôm nay là time to give back, là cái giờ mà mình cho lại để giúp đỡ những người mà là không có bằng mình. Thì cái hội time to give back là để giúp những trẻ em
Hôm nay là để giúp cho những trẻ em mà là homeless, không có nhà cửa, mà ở trong khách sạn hay ở ngoài đường, thì mình giúp đỡ bằng cách là cho những cái mà ví để đi học, rồi những sách vở hay là viết chì để chuẩn bị cho các em để vô trường. Thì tôi rất là hân hạnh là được biết cái cơ hội, cái cơ quan thiện nguyện Time to Give Back này cũng mới đây thôi. Thì ngày hôm nay là cái ngày mà họ phát 5.000 cái túi, cái cặp sách cho những học sinh đi vô trường học lại đó, cho 6 cái học khu của cái quận Cam ngày hôm nay. Thì ngày thứ 5 vừa tuần rồi đó, thì tôi cũng có cái cơ hội ra để mà giúp cái cơ quan thiện nguyện này làm bỏ sách vở với lại bút viết vô trong những cái cặp cho học sinh 5.000 cái. Thì ngày hôm nay họ phân phát cho tất cả những người trong cái học khu. Thì cái giờ mà tụ trường thì những người phụ huynh của mình thì lúc nào cũng hân hoan đi mua sắm cho con em. Nhưng mà cũng đừng bao giờ quên là có rất là nhiều những cái người mà kém may mắn, nhất là những em học sinh họ vô gia cư, họ không có đủ tiền để mà nuôi sách vở. Cho nên tôi cũng muốn tất cả các quý vị và các bạn và các anh chị đó có cơ hội để giúp đỡ những trẻ em nghèo này thì nên giúp đỡ. Thì ngày xưa tôi cũng vậy, tôi cũng ở trại tị nạn cũng 2 năm mấy ở bên Thái Lan, lúc đó có 10 mấy tuổi thôi. Thì tôi cũng đã được nhiều cái cơ quan thiện nguyện trên quốc tế đã tới để giúp đỡ tôi. Thì tôi có hiểu cái cảm giác lúc khi mình nghèo, mình được người khác giúp đỡ, nó cảm giác rất là sao. Nó cảm giác mình được thương, được có người nhớ tới, đúng không? Thì cái đó mình không thể nào quên được hết á. Thì bây giờ là cái lúc mình phải giúp lỡ đến những người khác. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn Time to Give Back và cảm ơn những tấm lòng nhân ái.